Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5, chúng tôi xin đề cập đến một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến 14 giờ chiều. 6 giờ 30 phút sáng nay, xe máy biển kiểm soát 95B1-81339 do anh Trần Bá Tường, 22 tuổi, chở thị Dương Thị Bảo Yến, 28 tuổi, cùng ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến khu vực cầu Mỹ Thuận, xe máy va chạm với đuôi xe tải biển kiểm soát 51C-52646 do tài xế Lê Trung Tính, 38 tuổi, ngụ Bạc Liêu cầm lái, chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, anh Tường và chị Yến bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy bị văng kẹt dưới gầm xe tải. Thưa quý vị, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng qua ngày 7 tháng 5, tại km 52 cộng 500m đường Nghi Sơn đi Sao Vàng, đoạn qua xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 36C-26934 do tài xế Nguyễn Sĩ Bình, sinh năm 1973, thường trú tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa điều khiển. Trong lúc di chuyển bất ngờ va chạm với xe máy biển số 36H5-0529 do anh Lê Cảnh Khuyên, sinh năm 1970, thường trú tại thị xã Nghi Sơn, cầm lái, chở theo người phụ nữ sinh năm 1972. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Ngay sau đó, công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo đúng quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội giải cứu nhiều hành khách bị mắc kẹt trong chiếc xe khách nằm xoay ngang, suýt rơi khỏi đường vành đai 3 trên cao. Theo đó, hồi 22 giờ 40 phút tối qua, xe khách giường nằm 45 chỗ lưu thông trên đường vành đai 3 khi qua khu vực hồ Linh Đàm bất ngờ gặp sự cố quay ngang, đâm đổ khoảng 5 mét lan can đường. Tại hiện trường, phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì. Đuôi xe nắm vắt vẻo ra phần ngoài đường, cách mặt đất hơn 10 mét. Trên xe lúc này có nhiều hành khách, may mắn tất cả đều được giải cứu kịp thời, không có ai bị thương. Theo thông tin ban đầu, phương tiện đang chở khoảng 30 hành khách theo lộ trình từ Hà Nội đi Nghệ An. Khi đến khu vực trên thì gặp sự cố nổ lốp, cộng thêm trời mưa lớn, đường trơn khiến chiếc xe bị xoay nằm chắn ngang và mắc kẹt giữa hai lan can. Còn vào khoảng 19 giờ 40 phút tối qua, chiếc xe tải mang biển số tỉnh Nghệ An khi di chuyển đến km 237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thì dừng lại. Lúc này, tài xế tiến hành kiểm tra phần điện thì xe tự bốc cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để dập lửa. Do tài xế kịp thời rời khỏi xe nên may mắn không bị thương. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa cùng phương tiện bị thiêu rụi trơ khung. Để kết thúc bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 5 tại ngã ba Lê Lai, Trịnh Kiểm, đường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông đi xe máy cùng chiều với xe bồn biển kiểm soát Hải Phòng. Khi xe bồn đang giảm tốc độ để rẽ phải thì xe máy vượt lên, sau đó va chạm rồi ngã xuống đường. Do xe máy rơi vào điểm mù bên phụ nên tài xế xe bồn không phát hiện vụ việc, tiếp tục di chuyển và đẩy chiếc xe máy lẫn nạn nhân đi một đoạn. Đến khi dừng lại, nạn nhân đã bị thương nặng phần chân, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống một lần nữa nhắc nhở người tham gia giao thông cần lưu ý hơn khi đi gần các phương tiện tải trọng lớn như xe container, xe bồn hay xe ben. Mặc dù những phương tiện này đều được trang bị hệ thống gương chiếu hậu, nhưng tài xế vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, gồm vị trí ở phía trước, đuôi xe và hai bên thân. Do đó, người điều khiển xe đạp, xe máy và các loại xe ô tô nhỏ hơn nên tránh những điểm mù này, nhất là tại các ngã rẽ và điểm giao cắt. Bởi chỉ cần các phương tiện tải trọng lớn giảm tốc và dừng đột ngột, việc đánh lái để rẽ hay sang đường cũng dễ khiến người đi sát gần gặp nguy hiểm. Cách đảm bảo an toàn tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với phương tiện bên cạnh, đồng thời làm chủ tốc độ, tập trung quan sát, đi đúng làn đường và tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu. Trong trường hợp muốn vượt, người điều khiển phương tiện nên vượt ở bên trái, bởi đây là khu vực gần với vị trí ngồi của tài xế, vì vậy thường có ít điểm mù hơn. Đồng thời chú ý tốc độ, dứt khoát trong thao tác chân ga và chỉ vượt khi thấy phía trước thông thoáng, không có chướng ngại vật. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị và các bạn trau dồi thêm kỹ năng lái xe, từ đó có những hành trình di chuyển an toàn nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!